Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái cách đưa phân phối chương trình lên trên trang cơ sở dữ liệu ngành cho cấp trường nhé. Bây giờ chúng ta sẽ truy cập vào trang web là trường.mảizuong.edu.vn. Tiếp đó thì chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản quản trị của nhà trường. Và ta vào mục 3 là mục nhân sự. Chọn vào lịch báo giảng. Chọn vào 3.6.1 nhé. Sau đó thì giờ chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta nhập phân phối chương trình. Cách một là chúng ta sẽ thêm từng tiết một ở trên phần mềm bằng cách chúng ta nhấn vào thêm mới. Sau đó chọn khối, chọn môn học, chọn tiết phân phối chương trình, ví dụ tiết 1 môn tin chẳng hạn. Ta có thể đánh tên môn vào đây. Đó, tên bài dạy chúng ta đánh vào đây. Đấy, thứ tự tiết chúng ta nhập từ 1 cho đến hết nhé. Lúc này chúng ta muốn thêm thì chúng ta chọn vào ghi, hoặc chúng ta chọn vào ghi và thêm để chúng ta thêm tiết thứ hai cho cái môn này. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì chúng ta có thể nhập từ file Excel ở bên ngoài rất là nhanh. Chúng ta sẽ nhấn vào chữ nhập tiết phân phối chương trình với Excel. Thông thường thì chúng ta nên làm theo cách này thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Chúng ta sẽ chọn cái môn học và khối học mà chúng ta cần nhập. Ví dụ chúng ta muốn nhập môn tin học khối 8 chẳng hạn, ta chọn khối 8. Môn chúng ta sẽ bỏ dấu tích này đi và ta chỉ cần lấy môn tin học thôi. Đó. Sau đó chúng ta cần phải tải cái file mẫu về. Đấy, tải file mẫu kèm dữ liệu luôn. Rồi chúng ta sẽ chọn cái vị trí mà chúng ta cần phải lưu. Chúng ta lưu ở trên laptop. Đó. Đấy, chúng ta có thể đặt tên file khác đi, tin 8 chẳng hạn. Hoặc không chúng ta có thể để nguyên. Sau đó ta nhấn vào nút lưu. Đấy. Rồi sau khi chúng ta tải về thì chúng ta sẽ mở cái file đó lên nhé. Đây là file này. Hoặc là chúng ta có thể đổi tên thành tin học 8 cũng được. Rồi. Lúc này chúng ta thấy ở trên đây sẽ có phần hướng dẫn cách sử dụng. Đó. Chúng ta sẽ đọc ở đây nhé. Còn khi nhập thì chúng ta sẽ nhập ở trên cái sheet 1 này. Đấy. Cái phần thứ tự thì chúng ta sẽ đánh từ 1 cho đến hết. Chúng ta có thể kéo cho nhanh. Rồi. Khối thì chúng ta sẽ lấy danh mục khối ở đây. Chúng ta để đây là khối 8. Chúng ta sẽ copy. Đấy. Và dán cho tất cả vào đây là đều là khối 8 hết. Đó. Còn tên môn học thì chúng ta vào danh mục môn học. Đấy. Ta sẽ tìm cái môn môn học ở đây, môn tin này. Chúng ta sẽ copy. Đó. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Sau đó chúng ta sẽ kéo hết cho tất cả những cái còn lại. Tiếp phân phối chương trình thì ở đây chúng ta sẽ nhập từ 1 cho đến hết nhé. Vì là ở trên phần mềm chỉ cho phép nhập từng học kỳ 1. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ chỉ nhập được học kỳ 1 trước thôi. Đấy, chúng ta sẽ kéo học kỳ 1 18 tiết chẳng hạn. Đấy. Bây giờ tên bài dạy thì chúng ta sẽ mở cái file phân phối chương trình. Phân phối chương trình của môn tin 8 đi. Đấy. Thì phân phối này nó là file Word cho nên là chúng ta sẽ phải copy. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ copy tên từng bài một nhé. Để chúng ta sẽ paste nó vào đây. Nếu mà để như này thì khi chúng ta đẩy file lên thì rất dễ bị lỗi. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện dán như thế này. Ta nhấn chuột phải này. Đấy, chọn là Path Special này. Tức là dán đặc biệt đấy. Sau đó chúng ta chọn là Unicode Text này hoặc là chọn Text cũng được. Nếu mà Text nó bị lỗi thì chúng ta phải chọn Unicode Text nhé. Unicode Text này. Đó. Như vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm cho các bài còn lại. Đấy. Vì chỗ này nó bị cắt ngang cho nên chúng ta không thể là chọn bôi đen hết ở trên được. Chúng ta phải bôi đen từng đoạn một như thế này. Đó, chỗ này chúng ta bôi đen đến đây thôi. Sau đó chúng ta sẽ mở lên. Rồi. Tiếp tiếp 7 này.
Ở đây có một cái chỗ bị nhầm, đây chúng ta kiểm tra đây thường tiếp này. Đấy, bài 19 à. Người ta sẽ xóa lại trên xem mình nhầm lẫn chỗ nào nhé. Đây do chúng ta thấy là cái chỗ mục lục này nó bị nhảy sang một tiết mới này. Undo lại nhé. Đấy, khi copy là cái này nó sẽ bị nhảy. Chúng ta sẽ cắt cái này lên trên. Đấy, đưa vào phần này. Và đưa các tiết này lên trên. Đó. Thứ tự tiết thì chúng ta sẽ nhập từ 1 đến hết nhé. Giống như là tiết của phân phối chương trình ấy. Rồi học kỳ thì ở đây chúng ta chỉ nhập được từng kỳ một thôi. Đấy, chúng ta sẽ nhập đây là học kỳ 1 nhé. Còn nếu học kỳ 2 thì chúng ta sẽ nhập các tiết cho học kỳ 2. Đây nó tự nhảy thì chúng ta sẽ copy lại. Rồi. Như vậy chúng ta đã nhập xong cái phân phối chương trình vào file mẫu ở trên phần mềm. Đấy. Chúng ta sẽ lưu nó lại. Còn nếu như chúng ta muốn đẩy tiếp cho cái chỗ này vẫn bị nhầm này, khối này. Đẩy tiếp cho khối 6, khối 7, khối 8, khối 9 chẳng hạn. Thì chúng ta có thể nối tiếp luôn vào đây. Hoặc chúng ta có thể tách riêng từng file một để chúng ta đẩy lên. Đấy. Thế thì chúng ta có thể lên tách từng file một. Sau đó chúng ta kiểm tra cho dễ. Rồi, sau đó chúng ta đóng cái này lại. Đấy. Sau khi mà chúng ta đã đưa dữ liệu vào file mẫu rồi, chúng ta trở lại phần mềm. Đấy. Và chúng ta sẽ chọn vào đúng khối, đúng môn học nhé. Sau đó chúng ta chọn tẹp này. Và chúng ta chọn cái file vừa rồi mà chúng ta đã nhập dữ liệu đây. Sau đó chúng ta nhấn vào chữ Open này. Và chúng ta nhấn chữ tải lên. Đó. Vậy thì tất cả các dữ liệu ở trên file Excel sẽ được đưa lên trên phần mềm một cách nhanh chóng. Và sau khi chúng ta đã đẩy xong rồi thì chúng ta cần phải lưu nó lại bằng cách là nhấn chữ cập nhật. Nếu ta quên cái này mà tắt đi luôn là nó sẽ mất nhé. Cập nhật này. Ok. Đấy. Tương tự như vậy chúng ta có thể đẩy lên cho tất cả các môn học khác. Đấy. Thì chúng ta làm tương tự. Và bây giờ kiểm tra lại môn tin 8 nhé. Xem là có chưa. Đó. Như vậy toàn bộ các tiết phân phối chương trình đã được đưa lên trên này. Thì đấy là cái cách của chúng ta nhập đưa phân phối chương trình lên trang cơ sở dữ liệu ngành cấp trường nhé.